Em mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục về chỗ vườn kiển của Tuấn ở đường Tầm Du, phường Đại Quận Kiều thành phố Cần Thơ. Mời quý vị lưu tướng một số cây dảo đuôi đất ha. Rồi chào Tuấn nữa ơi. Rồi chào anh, rồi xin chào cô chú, rồi cũng cảm ơn cô chú mình ủng hộ mấy cái clip vừa qua nha. Năm giao lưu của chú anh chị mình 24 cái mai dảo thu đất ha, trong đó có hai cái mai dảo thu đất lớn ha. Rồi cái này là em bao ship toàn quốc luôn nha, 200 km đổ lại từ khu vực Cần Thơ thì em tặng chậu ha, hai cây mai lớn nè, xa thì em bó ha, 200 km tặng chậu luôn. Đây mã số 1 ha, mai lớn. Hoành 35. Chiều cao nó 1m8. Rưỡi. Tán ngang nó là 2m65. Rồi, 2m65. 2m65. Rồi, tán ngang. Rồi. Mã số B. Mã số B1. B1 vô lưu với giá là 11 triệu anh. Rồi, 11 triệu đồng. Dạ. Dảo Thủ Đức Vin ha. Dạ, dảo Thủ Đức Vin. Thần Châu. Rồi, tiếp theo mã số 2. Tiếp theo là mã số 2. Đó, chi xương về bạch luôn. Hoành 32. Chiều cao nó 1m8 anh. Rồi, 1m8 chiều cao. Dữ. Tán ngang nó là 2m6. Tán ngang. Dạ. Tán khắp. Rồi mã cây mã số B2. Mã số B2, B2 vô lưu giá 11 triệu luôn anh. Rồi, 11 triệu đồng mã B2. Rồi, bao ship toàn quốc 200 km em tặng chậu. Xa thì em bó bồn gửi. Rồi tiếp theo. Đây là mã số B3. B3. Đó, mấy cái này giao lưu giá hùng nghị luôn. Cũng là dảo Thủ Đức thần chậu luôn ha. Hoành 23. 23 hoành. Cao 1m5. 8000m2. Rồi mã số B3. Số B3 giao lưu với giá là 800.000 à. Rồi, 800.000 đồng. Mã B3. Rồi, tiếp theo mã B4. Tiếp tục là mã số B4. Cũng là cây dảo Thủ Đức Vin luôn. Hoành 21. Cao 1m5. Tán ngang 123. Mã số B4. B4 vô lưu giá 800 rồi. Rồi, B4 800.000 đồng. Tiếp theo mã B5. Đúng là mã số B5. Xương dày luôn. Hoành 25. Quay bị dâm trời, dâm đâm đòn ha. Cao 138. Tán ngang 1m1. Rồi mã số B5. Số B5 vô lưới giá 800 rồi. Rồi, 800.000 B5. Tiếp theo là B6. Tôi là mã số B6. Cây này có bộ đế đẹp luôn. Cái cầu kế bên ha. Khuyến mãi luôn. Khuyến mãi. Vành 23. 23. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m1. Rồi mã số B6. Số B6 vô lưu giá 800 rồi. Rồi, B6 là 800.000 đồng. Tiếp theo là mã số B7. Tụi mã số B7.
Hoành 24. 24 hoành. Cao mét gử. Tán ngang. Tán ngang 97. Mã số B7. B7. B7 giờ lưu ý giá là 800 ngàn lên. Rồi, 800 ngàn đồng B7. Rồi mã số B8 cũng là một cây giáo Thủ Đức luôn. Giao lưu giá rẻ, giá sinh viên luôn. Giá mùa Covid. Cây này em biết đâu làm sao. Mà đợi cho anh. Đó, thành đi. Hoành 26. 26 hoành. Cao 1m2. Tán ngang 1m1. Mã số B 18. Mã số B8 em vô lưu giá 800 luôn. Rồi, 800 ngàn đồng B8. Rồi, tiếp theo là B9. Mã số B9. Hoành 18. 18 hoành. Chiều cao 1m5. Tán ngang 1m3. Rồi mã số B9. B9 vừa lưu giá 800 rồi. Rồi, 800 ngàn đồng B9. Rồi, tiếp theo là B10. Được mã số B10. Tàn không, 1 cốt. Cây này nguyên bộ đế luôn. Hoành chào bá vậy. Không có đế được ha. Để 24 giờ. Hoành 24. 24 hoành. Cao 1m6. Tán ngang 123. Rồi mã số B10. Số B10. Mời em vô lưu giá 800 rồi. Rồi, 800 rồi. B10. Giá vô lưu mùa Covid. Rồi, tiếp theo B11. B11. Cũng là một cây giảo Thủ Đức luôn, từng chậu. Hoành 18. Cao 1m6. Tán ngang 1m1. B11. B11 lưu giá 800 cho mình. Rồi, 800 ngàn, B11. Tiếp theo B12. B12 cũng là cây giáo Thủ Đức thần chậu luôn. Hoành 22. Cao 1m5. Tán ngang 126. B12. B12 lưu giá 800 rồi. Rồi, 800 ngàn đồng B12. Tiếp theo B13. Tục tục là mã số B13. Tàn tròn đều. Hoành 19. Cao 1m5. Tán ngang 120. B12. B12 lưu giá 800 lên. 12 13. B13. 13 ha. 13, 800 ha. Dạ, yeah, B13. B14. B14 cũng là một cây giáo Thủ Đức ghim từng chậu. Hoành 20. Cao 1m6. Tán ngang 120. B14. B14 lưu giá 800 rồi. 800 ngàn đồng B14. Tiếp theo là B15. B15 cao. Đá lớn luôn. Hoành lớn. Hoành 24. 4 hoành. Cao 1m6. Tán ngang 125. B15
B15 vô luôn giá 800 nè. Rồi. 800.000 đồng B15. B16. B16 là một cây giáo Thủ Đức luôn. Đó, cây này có bộ đế đẹp luôn. À, nở hậu luôn. Đế ha. Đế nở luôn, nở không? Giờ nở hậu luôn. Hoành 24. Rồi, 24 hoành. Cao 1,5 m. 8,000 m1. B16. B16 vô lưu giá 800 anh. Rồi, 800.000 đồng. Rồi, B17. B17 cũng là cây giảo Thủ Đức thần chậu. Hoành 20. 20 hoành. Cao 1,6 m. 8,130. B17. B17 vô lưu giá 800 anh. Rồi, 800.000 đồng. B17. B18. Tàn tròn. Có đế luôn, cộng đế. Hoành 23. Cao 116. 8,125. B18. B18 vô lưu giá 800 lên. Rồi, 800.000 đồng B18. B19. Hoành 24. Cao 140. 8,113. B19. B19 vô lưu giá 800 nè. Rồi, 800.000 B19. B20. Hoành 22. Cao 121. 8,104. B20. B20 giao lưu 800 rồi. Rồi, 800.000 B20. B21. B21. Đó, cái này có bộ đế đẹp luôn. Phúc độc hả? Hoành 21. 21 hoành. Cao 1,5 m. 8,000 m. B22. B22 lưu giá 800 lên. 21 hoặc 22. B21 21. 21 này. Rồi, B21 800. B22. B22. Hoành 20. Cao 134. 8,123. B22. B22 vô lưu giá 800 luôn. Rồi, 800.000 đồng B22. B23. Đó, cái này nguyên bệ đế bệnh kỳ. Bằng gió. Cái này không biết đo ở đâu luôn. Đo 2 triệu đi. Hoành 28. 28. 2 chỗ ha. Trên đây 20. Rồi. Cao 131. 8,000 m1. B22. B23. B23 vô lưu giá 800 mình. Rồi, B23 800.000 đồng. Rồi, B24. B24 này có bồ đế luôn. Hoành 19. Cao 132. 8,090.
B24, 24 kg giá 800 mình. 8.000 đồng B24. Rồi, cuối cùng là mã số 25. B25 cũng là cây cuối cùng của clip luôn. Vành 17. 8.000 m3. Ủa cao m3 8.092. B25. B25 vô lũ giá 800 nè. Rồi cũng hết rồi nè. 800.000. Rồi em xin chào cô chú, rồi cũng cảm ơn cô chú mình ủng hộ mấy clip vừa qua. Rồi em hay cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cô chú về mình những cái video kế tiếp. Rồi em xin chào. Cảm ơn quý vị bạn đã theo dõi video. Vì bạn có nghĩ cái nào liên hệ với Tấn hay gì bạn. Xin chào tạm biệt.